tấn công tầm cỡ vào Kiev. Thưa quý vị và các bạn, trong một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn vào Kiev, hệ thống phòng không Patriot đã bị phá hủy. Theo các chuyên gia, điều này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống phòng không do các nước NATO đang tạo ra ở Ukraine. Hệ thống phòng không này được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới, với các radar và bộ điều khiển cực mạnh, được tích hợp với hệ thống phòng thủ các thành viên NATO. Vậy tên lửa Kinzhon của Nga đã làm cách nào để giành chiến thắng trong cuộc đọ sức này? Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Lila News. Bài học phòng không cho Ukraine, Patriot bị nổ tung. Có thể nói ngày hôm qua là một ngày bùng nổ đối với cả Nga, Ukraine, Mỹ và đồng minh châu Âu, khi hệ thống Patriot được cho là đã bị hạ gục trước tên lửa của người Nga. Vào đêm qua, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Kiev. Con số thương vong trong báo cáo ghi chép ngày hôm nay của Bộ Quốc phòng Nga đã đem lại một thực tế phũ phàng đối với Mỹ, NATO và Ukraine. Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng các loại vũ khí trên không và trên biển tầm xa, tập trung và có độ chính xác cao vào các điểm triển khai của các đơn vị Ukraine, nơi cất giữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các mục tiêu chỉ định đã bị tấn công. Hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất đã bị phương tiện lượng siêu thanh Kinzhon tấn công ở Kiev. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ máy bay Su-24 và Su-25 của không quân Ukraine gần Vavarovka và Krasnoarmeysk ở khu vực Donetsk. Lực lượng phòng không đã đánh chặn 7 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, 3 tên lửa chống radar HAM và 7 quả đạn của hệ thống tên lửa HIMARS. Người Nga đã xé toạc hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Kiev bằng một đòn đánh từ hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhon. Hệ thống tên lửa siêu thanh chính xác cao Kinzhon đã bắn trúng hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Một đoạn video do những người chứng kiến ở Kiev quay lại cho thấy hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhon của Nga được phóng từ tiêm kích MiG-31K được trang bị đặc biệt, đã vượt qua quả lực của khẩu đội SAM Patriot và đánh trúng một hệ thống phòng không. Loại vũ khí này lần đầu tiên được Nga sử dụng trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Tên lửa này có khả năng hiển thị radar thấp và khả năng cơ động cao, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ và trên biển. Ngược lại, Ukraine đã nhận được ít nhất 2 hệ thống Patriot, một từ Mỹ và một từ Đức, để cải thiện hệ thống phòng không của mình, nhưng vẫn chưa biết chính xác số lượng hệ thống được chuyển giao cho Kiev. Bất chấp sự khoe khoang của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Zelensky, người đã biến mất khỏi truyền thông trong thời gian qua, đã báo cáo đánh chặn thành công 18 tên lửa siêu thanh của Nga trên bầu trời Kiev. Nhưng vũ khí chính xác của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố. Các đám cháy lớn đã được báo cáo tại các địa điểm tấn công vào các mục tiêu ở Kiev. Như ở quận Sviatoslavsky của Kiev, người ta đã quan sát thấy ánh sáng rực rỡ của các đám cháy. Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, đã mô tả cuộc tấn công của Nga là đặc biệt về mật độ, với số lượng tên lửa tối đa trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng phần lớn các mục tiêu của kẻ thù trong không phận Kiev đã bị phát hiện và bị phá hủy. Ukraine cũng cho biết họ đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên, cũng như tuyên bố cách đây vài tuần về việc Kiev đánh chặn được một tên lửa siêu thanh, tuyên bố này đã vấp phải sự hoài nghi rộng rãi của các chuyên gia quân sự độc lập. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã gọi tuyên bố của Ukraine về các vụ đánh chặn siêu thanh là điều viển vông. Rõ ràng phía Nga đang ăn mừng một chiến thắng lớn của riêng mình khi đã thực hiện đòn đánh chính xác vào hệ thống phòng không Patriot ở thủ đô của Ukraine. Lưu ý là các hệ thống phòng không tối tân do Mỹ cung cấp chỉ mới đến được Ukraine vào tháng trước và mới được đưa vào hoạt động gần đây. Patriot đã thua trong cuộc đọ sức với Kinzhon như thế nào? Có một thực tế là trong khi Ukraine và đồng minh phương Tây kỳ vọng vào Patriot như đã từng đặt hy vọng vào HIMARS để thay đổi cuộc chơi, thì chính tờ National Interest của Mỹ hôm 9 tháng 5 đã cảnh báo trước rằng tên lửa Patriot sẽ không cứu được Ukraine. Tờ này viết như sau: mặc dù một hệ thống tân tiến hạng nhất về mặt công nghệ, nhưng Patriot không thể phát huy hết tác dụng nếu nó không tuân theo học thuyết phòng không. Các hệ thống Patriot được giới hạn để bảo vệ chính xác các tài sản chính và được thiết kế để hoạt động song song với hệ thống phòng không tấn công các mục tiêu ở độ cao cao hơn và thấp hơn. Nếu không có những bổ sung này, Patriot sẽ phải đối mặt với quá nhiều mối đe dọa,
và kết quả là phạm vi bảo vệ các tài sản của nó sẽ bị hỏng hoặc phạm vi bảo vệ sẽ nhanh chóng giảm xuống khi Patriot hết tên lửa đánh chặn. Hơn nữa, bản thân các bệ phóng Patriot cũng dễ bị tấn công. Việc vận hành hệ thống radar Patriot sẽ làm lộ vị trí của nó, khiến nó trở thành mục tiêu mở cho các cuộc tấn công của Nga. Điều này có nghĩa là Patriot không phải là giải pháp duy nhất để bảo vệ tài sản quân sự của Ukraine hoặc người dân của họ. Tròn đúng một tuần sau, lời cảnh báo này đã ứng nghiệm và đã được chứng minh vào đêm hôm qua khi Patriot đã phải vật vã tự cứu mình nhưng không thành công, bằng cách phóng điên cuồng các loạt đạn lên trời trước khi đầu hàng số phận. Video cho thấy thực tế có hai vụ nổ. Đầu tiên là ở đoạn 2 phút 14 giây giữa hai tòa nhà, có một vụ nổ khá lớn ở vị trí của một trong các bệ phóng. Ngoài ra còn có một vụ nổ thứ hai ở đoạn 2 phút 21 giây, cho thấy có vẻ như vụ nổ nhỏ hơn nhưng có thể ẩn sau tòa nhà. Giới quan sát nhận định có thể có hai bệ phóng bị bắn trúng, hoặc một bệ phóng và một bộ phận phụ trợ. Dù bằng cách nào thì những bệ phóng đó của Patriot có thể đã cạn kiệt tên lửa vào thời điểm chúng bị tên lửa siêu thanh Nga bắn trúng. Theo các chuyên gia quân sự, vụ tấn công của Nga đêm 16 tháng 5 ở Kiev đã cho thấy một số điểm cần chú ý. Thứ nhất, bất chấp mọi khó khăn, tình báo quân đội Nga đã chứng minh được hiệu quả của mình trong trường hợp này. Lưu ý là trước khi tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào, đặc biệt là mục tiêu quan trọng như hệ thống phòng không tầm xa, nó cần phải được phát hiện. Thêm nữa, Nga đang phải đối chọi lại với một đối thủ có kinh nghiệm đang chiến đấu chống lại Nga và một tập thể các cố vấn là các chuyên gia giỏi nhất của NATO. Tuy nhiên, phương Tây đã không thể che giấu Patriot khỏi tình báo quân đội Nga. Thứ hai, đừng đánh giá thấp hệ thống phòng thủ Patriot. Đây là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới. Nó được trang bị radar và hệ thống điều khiển tuyệt vời. Như CNN đưa tin, một khẩu đội Patriot điển hình bao gồm một bộ radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, cùng máy tính, thiết bị phát điện, trạm điều khiển giao tranh và tối đa 8 bệ phóng. Không giống như các hệ thống phòng không nhỏ hơn, các khẩu đội tên lửa Patriot cần kiếp lái lớn hơn nhiều, đòi hỏi hàng chục nhân viên để vận hành chúng đúng cách. Như vậy có thể thấy, nhóm vận hành hệ thống Patriot tại Kiev trong đêm 16 tháng 5 vừa qua cũng có thể bao gồm các chuyên gia phương Tây. Tuy nhiên, tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga và phi hành đoàn trên máy bay MiG-31K đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Cái giá của chiến thắng này là cực kỳ cao, không chỉ từ quan điểm thuần túy về mặt quân sự và tính biểu tượng. Cuộc đấu tay đôi này không chỉ hé lộ sự phát triển công nghệ giữa Nga và Mỹ, mà nó còn cho thấy tính hiệu quả xét về mặt vật chất. Đoạn video cho thấy Patriot đã bắn khoảng 30 quả tên lửa, mỗi quả trị giá khoảng 3-4 triệu USD. Một khẩu đội hệ thống phòng không Patriot trị giá tới 1,2 tỷ đô la. Trong đó radar là thiết bị khiến Patriot trở nên đắt đỏ. Do đó, vào đêm 16 tháng 5, các tên lửa của Nga đã phá hủy tài sản quân sự của Ukraine trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la. Video cho thấy mật độ phóng tên lửa là rất cao. Đây cũng là điển hình của hệ thống phòng không này. Cũng cần lưu ý rằng tên lửa phòng không Patriot bay gần như thẳng đứng lên trên. Đây là bằng chứng bổ sung cho thấy chính tên lửa siêu thanh Kinzhal đã hoạt động chống lại Patriot. Bởi những tên lửa siêu thanh này ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay đã lao vào mục tiêu gần như chính xác theo phương thẳng đứng. Hệ thống phòng không Patriot đã bảo vệ mình một cách tuyệt vọng, nhưng cuối cùng đã bất lực trước những con dao găm của người Nga. Tất nhiên, tên lửa Kinzhal hay còn gọi là dao găm không phải là lần đầu tiên được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng đây là lần đầu tiên nó thể hiện trong một tình huống đấu tay đôi trực tiếp như vậy với hệ thống Patriot của Mỹ. Trước đây, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng Kinzhal để phá hủy các bong kè kiên cố, các sở chỉ huy sâu dưới lòng đất hay các kho vũ khí và các mục tiêu tương tự khác của Ukraine. Giờ đây, lần đầu tiên tổ hợp phòng không hiện đại của phương Tây được chuyển giao cho chính quyền Kiev với sự kỳ vọng cao đã bị hạ gục trước cả thế giới. Thực tiễn ngày càng cho thấy trên chiến trường Ukraine chỉ có một người chiến thắng thực sự, đó chính là người Nga. Việc quân đội Mỹ chi cao hơn gấp 10 lần so với quốc phòng Nga với tỷ lệ tương ứng 877 tỷ đô la so với 86,4 tỷ đô la, nhưng đã không thể phát triển vũ khí tiên tiến hoặc sản xuất hàng loạt vũ khí cơ bản là một thực tế được chứng minh qua sự kiện đêm 16 vừa qua tại Kiev. Thành công của các nhà khoa học Nga một lần nữa cho thấy bất kỳ hệ thống phòng không nào cũng có thể bị khuất phục. Cuộc tấn công vào Patriot đã thành công chính xác vì đã được canh thời gian chính xác trong một chiến thuật đã được phía Nga áp dụng trước đó nhiều lần. Đó là người Nga đã sử dụng mồi nhử và các loại tên lửa khác nhau. Nhiệm vụ của chúng là tiếp cận mục tiêu cùng một lúc. Phía Ukraine cũng xác nhận cuộc tấn công là đặc biệt về mật độ.
với số lượng tên lửa tối đa trong một thời gian ngắn nhất có thể. Và tất nhiên một khẩu đội Patriot trên thực địa không phải là một chiến binh. Nó phải được bảo vệ bởi chính nó, vì S-300 của Nga được bảo vệ bởi hệ thống phòng không Banshee S-1. Như vậy có thể thấy việc phá hủy hệ thống Patriot là một thành tựu của tổ hợp quốc phòng Nga. Patriot đã không thể đối phó với loại tên lửa siêu thanh của Nga. Hơn nữa, trong bản sửa đổi mới nhất của PAC-3, tức là phiên bản tiên tiến nhất của Patriot của Mỹ, cung cấp cho Ukraine, hệ thống này chỉ có thể nhìn thấy tên lửa Kinzhal chứ không thể tiêu diệt được nó. Tất cả là do tốc độ vượt âm thanh mà các nhà khoa học Nga phát triển. Tốc độ của Kinzhal cao đến mức không một hệ thống phòng không hay phòng thủ tên lửa nào trên thế giới có thời gian để phản ứng với nó. Vì vậy, việc quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chặn được Kinzhal là hoàn toàn vô nghĩa và mang tính tuyên truyền bịp bợm. Đáng nói là chỉ cách đây một tuần, ngay cả Lầu Năm Góc cũng xác nhận thông tin Ukraine bắn hạ được tên lửa siêu thanh của Nga. Tờ Pravda của Ukraine cho biết Mỹ không nghi ngờ tính xác thực của tuyên bố của Ukraine về việc đánh chặn Kinzhal. Tờ The Post có tiêu đề Lầu Năm Góc xác nhận Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh của Nga. Tất nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin này. Và đến đêm 16 tháng 5, thế giới đã nhận được bằng chứng hùng hồn về chiến thắng của vũ khí Nga trong cuộc đọ sức với hệ thống phòng không của Mỹ. Đồng thời, hệ thống phòng không Patriot được cho là mục tiêu ưu tiên của tên lửa siêu thanh Kinzhal vì hai lý do. Thứ nhất, do chi phí khổng lồ của các hệ thống vũ khí của Mỹ. Cuộc tấn công Patriot diễn ra trong 2 phút, nhưng đó là 2 phút đắt giá đối với phương Tây. Tài khoản Venex Prada viết như sau: Tôi đã đếm được 30 lần phóng Patriot BAC-3 tại đây. Chi phí sản xuất năm 2024 cho mỗi quả tên lửa của hệ thống này là khoảng 5.275.000 đô la. Đó là 158.250.000 đô la được bắn trong khoảng 2 phút. Và như chúng ta đã thấy, pin hoặc thứ gì khác có thể đã bị nổ. Vì vậy Patriot đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Thứ hai là vì Patriot được giao cho sứ mệnh giữ vai trò chính trong hệ thống phòng không tích hợp do các nước NATO chế tạo. Giờ đây Lầu Năm Góc và các đồng minh châu Âu có thể phải suy nghĩ lại về kế hoạch của họ. Đáng chú ý là sự kiện tấn công phá hủy hệ thống Patriot ở Kiev đang được phương Tây rất quan tâm. Tất nhiên, để tránh thừa nhận thất bại, các đồng minh NATO vẫn cố tự dối lòng rằng dù sao Patriot vẫn chống lại được Kinzhal. Tờ Telegraph của Anh viết như sau: Patriot có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và là hệ thống duy nhất trong kho vũ khí của Kiev có thể hạ gục các tên lửa siêu thanh, có thể đạt tốc độ hơn 6.000 km/h, bay gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Các nhà phân tích phương Tây đã đặt câu hỏi liệu các tên lửa của Nga có bay đủ nhanh để được coi là siêu thanh hay không. Tuy nhiên, tờ này cũng thừa nhận tên lửa Nga đã bắn trúng Patriot như sau. Một quan chức Mỹ sau đó nói với CNN rằng một khẩu đội Patriot có khả năng bị hư hại nhưng không bị phá hủy trong vụ bắn phá. Các quan chức đang đánh giá liệu hệ thống có thể được sửa chữa tại địa phương bởi các kỹ sư Ukraine hay cần phải thu hồi toàn bộ. Tờ này cũng xác nhận rằng để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa của Nga, Kiev có thể phải trả hóa đơn gần 150 triệu euro, tương đương 130,5 triệu bảng Anh, với mỗi tên lửa trị giá khoảng 4 triệu euro, chỉ trong khoảnh khắc bắn hơn 20 lần trong 2 phút. Rõ ràng Ukraine không có hệ thống phòng không tích hợp có thể tấn công tất cả các mục tiêu trên không ở mọi cấp độ. Nhưng người Nga lại có một hệ thống tích hợp các hệ thống như vậy, và đó là một sự khác biệt rất lớn. Các chuyên gia quân sự tại Mỹ từ lâu đã cho rằng các hệ thống Patriot sẽ không hoạt động tốt trên mặt trận Ukraine. The National Interest của Mỹ hôm 9 tháng 5 cho biết Patriot là một mục tiêu cố định rất tốn kém, có thể dễ bị tấn công bởi nhiều loại tên lửa hoặc thậm chí một bầy máy bay không người lái trị giá vài chục ngàn đô la. Tờ này viết như sau: Một số loại máy bay không người lái có thể bị Patriot đánh chặn, nhưng sau đó nó lại trở thành một vấn đề cả về chiến thuật lẫn kinh tế. Máy bay không người lái có thể sử dụng khả năng cơ động với các kiểu bay bám sát địa hình của chúng để không bị radar của Patriot phát hiện. Hơn nữa, việc sử dụng các tên lửa đánh chặn trị giá 3 triệu đô la chỉ để tiêu diệt các máy bay không người lái có chi phí đặt hàng ít hơn nhiều là điều đáng nghi ngờ. Không những vậy, tờ này còn nêu lên một thực tế rằng số lượng tên lửa cho hệ thống Patriot vẫn còn hạn chế ngay cả với quân đội Mỹ, chứ chưa nói đến cung cấp cho Ukraine. Tờ này có đoạn như sau: Mỹ cũng không thể ném thêm tên lửa đánh chặn Patriot vào Ukraine. Thứ nhất, chúng là một mặt hàng quý giá. Washington chỉ đặt hàng 252 tên lửa đánh chặn PAC-3 trong năm nay cho toàn bộ quân đội Mỹ, và nhiều trong số này sẽ được sử dụng để loại bỏ các tên lửa đánh chặn cũ hơn. Lưu ý là trước khi xung đột Ukraine nổ ra, tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ
đã sản xuất từ 300 đến 350 tên lửa Patriot mỗi năm. Giờ đây, việc sản xuất đã được mở rộng lên 500 tên lửa mỗi năm. Ukraine đã tiêu tốn số tên lửa Patriot trong một đêm bằng số lượng tên lửa mà Mỹ sản xuất trong cả tháng. Việc Mỹ thiếu tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại đã được bộc lộ qua những thất bại của Mỹ ở Syria, Iraq và Yemen. Nhưng những thảm họa đó đã bị phớt lờ. Đoạn video cho thấy nhiều tên lửa Patriot bay lên không trung trước khi vị trí phóng phát nổ trong đêm 16 vừa qua sẽ khiến Mỹ khó có thể che giấu. Trước đó, tờ National Interest của Mỹ đã nêu lên thực tế không thể chối cãi là các hệ thống Patriot sẽ không thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hoặc cho phép Kiev đàm phán hoặc đòi lại Crimea hoặc Donbass. Những gì chính quyền Biden làm báo hiệu là một cam kết sai lầm của Mỹ có thể kéo dài cuộc tàn sát ở Ukraine. Washington đã sai lầm khi cung cấp cho Ukraine các hệ thống Patriot có thể sẽ mang lại ít lợi ích. Các phương tiện chiến thuật không thể đạt được những mục tiêu chiến lược này. Hệ thống vũ khí sẽ không mang tính quyết định, nhưng sức mạnh ngoại giao có thể. Washington vẫn có thể đạt được nhiều bằng cách làm ít hơn. Con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine có thể không được lắc bằng vũ khí mà bằng sự khéo léo của ngoại giao. Đáng tiếc là chính quyền Joe Biden, theo chủ nghĩa toàn cầu, đã không lựa chọn con đường ngoại giao để chấm dứt sự đau khổ cho người Ukraine, mà thay vào đó đã chọn cách tăng cường leo thang chiến tranh bằng cách cung cấp các vũ khí hạng nặng từng tiếng. Điều này càng khiến người dân Ukraine tiếp tục đổ máu và đất nước bị phá hủy trên diện rộng. Tấn công dồn dập Kiev, đòn trừng phạt cho vụ 40 bài Nga bị phục kích ở Bryansk. Cuộc tấn công vào đêm 16 tháng 5 tại Kiev sẽ được ghi nhớ ở Nga và phương Tây khi cả thế giới chứng kiến một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa siêu thanh của Nga vào các cơ sở quân sự của chính quyền Kiev. Liệu cuộc tấn công này có phải nhằm làm gián đoạn cuộc phản công của Ukraine, hay là để trả đũa cho cuộc tấn công vào các máy bay Nga ở vùng Bryansk giáp biên giới với Ukraine? Trong khi phía Ukraine cho rằng 40 bay đã bị trúng đạn bởi hệ thống phòng không của chính người Nga, thì về phía Nga, họ cho rằng lực lượng Ukraine đã phục kích. Vào ngày 13 tháng 5, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã mất cùng lúc 9 phi công. Theo tin tức từ phía Nga, 9 phi công này đã bị thiệt mạng trên bầu trời Nga bởi những kẻ khủng bố Ukraine, với sự trợ giúp của các hệ thống phòng không và thông tin tình báo của phương Tây. Sau thảm kịch trên bầu trời vùng Bryansk, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa công bố thông tin chính thức. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự Nga tin chắc rằng việc Ukraine tiêu diệt máy bay Nga bên trong lãnh thổ Nga một cách hiệu quả như vậy chỉ có thể được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các cố vấn NATO, những người đã tạo ra một hệ thống phòng không tích hợp cho Ukraine. Hệ thống này dựa trên một không gian thông tin duy nhất có thể được kết hợp bởi nhiều bệ phóng tên lửa phòng không dẫn đường, bao gồm tên lửa Stinger hoặc Manvest, có khả năng bắn hạ máy bay trực thăng ở độ cao thấp 600m cùng nhiều loại radar và các thiết bị trinh sát không gian. Cùng với đó, các cố vấn phương Tây đã cung cấp dữ liệu đầy đủ nhất về tình hình trên không, không chỉ trên lãnh thổ Ukraine mà còn trên lãnh thổ của Nga. Chính quyền Kiev đã được nhận thông tin trực tuyến về sự di chuyển của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Ngoài ra, Ukraine có thể nhận được từ NATO các tên lửa dẫn đường phòng không mới với đầu dẫn hướng hiện đại trong phạm vi hồng ngoại và cực tím mà các máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu của Nga bất lực. Các máy bay Nga cũng có thể bị bắn trúng từ các thiết bị nghiêm trọng hơn, có thể là hệ thống đất đối không tiên tiến NASAMS. Điều đáng nói là bộ máy bay của Nga đã bị phục kích, nghĩa là chúng đã bị hạ gục bởi hệ thống tên lửa trên lãnh thổ Nga, chứ không phải ở Ukraine. Do đó, một cuộc phục kích này đã mang lại hiệu quả, vì hệ thống phòng thủ trên máy bay chiến đấu của Nga không có thời gian để phản ứng với mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vì vậy, cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev vào đêm 16 tháng 5 cũng có thể được cho là đòn trả đũa của Ukraine phục kích máy bay Nga hôm 13 tháng 5. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Lila News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.